Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio tiếp tục lại mổ thêm một chiếc loa bãi Nhật. Đấy, anh em mình xem ruột ra. Trước khi quay bên trong, em sẽ tiến hành giới thiệu qua về mặt chiếc loa này. Đây là chiếc loa có màu đen là DC-Z7000. Con này là của Victor anh em nhé. Công suất của nó cũng khá lớn, 130W. Tần số hoạt động của nó từ 40Hz cho đến 20.000Hz, trở kháng 6 ohm. Con này bát to anh em nhé, bát 24cm này, màng carbon và mít là 9cm, chung đó, chung 9cm. Và ta có một loa chép là 5cm. Bát 24 là một trong những con bát khá tốt. Con này là con DC5000, con DC-Z7000. Ở video trước em quay á, thì có cái này nó bị ố này. Này em là sơn lại. Và đôi này em cũng đã bán rồi, thì em quay lên thôi. Đã bán rồi, nhà có một đôi duy nhất mà bán, đã bán. Thì trước khi đi thì em sẽ quay rụt ga để cho anh em nghiên cứu con này. Lần sau có nhu cầu mua thì có thể gọi con này. Để có thích con này thì mua. Một trong những con này thực ra là em nghĩ là anh em nên để siêu tầm con này, vì giá thành nếu tầm giá thành dưới 3 triệu anh em siêu tầm con này cũng rất là đáng để chơi. Đồ bãi thì không tránh được những cái thùng nó xước sát hoặc là đằng sau nó bị vận chuyển nó vào đâu đó nó cong lên, phải dán lại tí keo đằng sau của nó. Con này là có phân tần anh em nhé. Và cái con này là cũ quá rồi, tem giấy nó mờ hết rồi, chả như thế gì cả anh em thấy nào, mờ hết rồi. Đây là cái phân tần của nó này, phân tần cũng tương đối to, đó là những gì em muốn nói ở đây, tương đối to luôn, dày hơi ngắn. Tụ này, tụ cũng to đấy, con này tụ to, hai cuộn cảm, ba tụ và hai cuộn cảm, đây đây hai tụ, có phân tần anh em nhé, một trong những con đáng chơi đấy, thực sự con này nếu như dưới tầm 3 triệu anh em săn đón. Mà đằng trước nó tương đối đẹp, gọi là tương đẹp sau khi sơn lại tương đối đẹp. Và hiện trạng là vẫn có e căng, vẫn còn e căng. Cái này hết là không e căng em sẽ báo nhé. Còn này có e căng này. Và đây đẹp sẽ tiến hành quay bên trong cho anh em mình xem rõ con này. Đầu tiên giới thiệu bát trước nhé. Bát là từ kép anh em nhé, từ kép. Và con này là bát dùng của JVC, bát sassi 7 bầu và hơi ố một chút. Con này dùng bát của JVC, cái chữ trên từ thì không được đẹp lắm, hơi mờ một chút. Con này chắc tuổi thọ đời khá lâu, nó đi 6 ohm thôi, không ghi watt ở đây. Cái này con này từ kép. Nhện con này là nhện màu cánh gián giống nhện của BMB. Con này côn tương đối to, gân vải màng carbon, bát 24. Đây là bên trong của chiếc loa của ta, nó có bông tiêu âm này, thùng dày dặn. Và tiếp theo là em sẽ tiến hành quay đến cái chung, chung cũng của JVC anh em nhé, chung cũ của JVC ra ban, chung sassi 7 màu đẹp, đẹp, còn tương đối đẹp. Cái chung là 9cm này, mặt trước của nó, em quay lại mặt trước anh em xem. Và em úp lại để em quay cái cốc. Cái này đặc biệt là nó có cái cốc anh em nhé, nó có cái cốc để không cho âm chung lọt vào trong thùng này. Và cái cốc này nhiệm vụ của nó là để đẩy âm chung đi ra ngoài thẳng luôn. Có một miếng nót ở đây, rất là hay. Chung này dăm nhỏ, dăm nhỏ. Đây chung của ta, tép của ta đây, tép giấy anh em nhé. Chưa cậy, chưa bung nãy, hơi khó cậy rồi.
Toàn bộ con này là dùng bát chung tép của JVC Japan. Con này anh em vừa gọi là vừa nghe nhạc thì vừa hát karaoke tạm được. Công suất của con này thì thực ra như này thì nó lớn hơn cả con Bow 301 CD3 của Boss ấy. Boss có 75W một thùng. Con này 130, lớn hơn Boss. Để mà vừa gọi là vừa chơi mà vừa hát. Con này thì vẫn được. Cái cấu hình này anh em nhé, hát tốt. Nhưng hát gọi là mình bật nó vừa phải thôi. Chứ anh em hát bật to lên thì đồ dàn nghe nhạc thì nó không thể đỡ được. Nó thật sự thế, đồ không thể đỡ được. Và em xin phép dừng cái video đây. Bà con các bác có nhu cầu cần tư vấn hoặc mua hàng nào đó thì xin gọi trực tiếp cho em theo số tại 0904 612323. Anh em hãy đăng ký cái kênh Huấn Audio để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh. Rất nhiều video được bổ lên. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.